Xin chào mọi người. Hôm nay thì là mình xin giới thiệu mọi người một chiếc máy cắt cỏ của hãng Qzip SRMB345D. Hàng này là hàng cực VIP của Qzip các bạn nhé. Cái sản phẩm này thì là mình cũng đã giới thiệu với lại mọi người trong một số video trước rồi. Đấy, tuy nhiên là những cái lô trước thì mình đã bán hết. Hôm nay thì mình lại mới về được một lô mới. Lô này thì là mình về được khoảng gần chục con đấy các bạn nhé. Thì là mình lên video để giới thiệu với mọi người. Đây một con này, kia một con này. Đây các bạn có thể thấy được đều là 343D các bạn nhé. Đây. Đấy, cái kia nó bị dính một tí cái giấy nó vừa lấy nó quạt nó thổi vào. Đấy, con kia đó các bạn nhé. Đấy, con kia đó. Rồi con kia trong thùng nữa kìa. Đấy, nói chung là nó đợt này mình về chục con. Chục con nhưng mà toàn là cái mẫu 34S RMB 343 này, 345 này các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đặt một mẫu thôi các bạn nhá, cực đẹp luôn. Đấy. Hàng này thì là nô này mình về là các bạn, nói chung là nó là đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Hàng này hàng cực VIP. Đấy. Là cái đồ nồi đồng quây đá của Qzip đã được sản xuất từ nhiều năm trước rồi. Tuy nhiên là để mà còn những cái máy nó mới nó đẹp như này ấy, thì cực kỳ là hiếm luôn. Dòng này ấy, thì là nó là 34cc, lòng 36-37 ly, nhưng mà nó là cực kỳ là nó khỏe luôn các bạn ạ, cực kỳ trâu bò. Nó là thuộc dạng là nồi đồng quây đá và là nó thuộc dạng là trâu bò, chuyên đi phá đồi phá rừng. Đấy. Phá cỏ thôi nhá các bạn nhá, chứ không phải phá cây trồng của mình đâu. Mình nói này, ví các bạn tưởng là trâu bò đi phá cây trồng chết dở. Khá là đẹp các bạn ạ. Tay cao bóp các bạn nhá. Đây là tay cao bóp zin của nó các bạn nhá. Tay cao bóp zin của nó luôn. Còn cái này là dây ga của nó ở đây. Đấy, đây là công tắc của nó đây các bạn nhé. Công tắc ở đây. Máy được sử dụng tuôm cần rời. Chúng ta có thể tháo cái bộ rời này ra dễ dàng. Cái tuôm này nó bằng nhôm đúc cao cấp các bạn nhé. Ống cần máy thì sử dụng ống cần phi 28 cực lớn các bạn nhé. Ống cần phi 28 là cực lớn. Đấy, chúng ta có thể là lắp các cái bộ sạc cỏ xới đất vào cái đầu kia thì rất là dễ dàng, rất ok các bạn nhé. Đấy, zin nguyên bản luôn. Tất cả máy móc cần nắp, rồi là tay ghi đông, rồi là đầu bò đều là zin hết, zin 100% các bạn ạ. Đây con này mã số nó đây các bạn nhé, SRMB345D. Cái số khung số máy là 006181. Đấy, Made in Japan các bạn nhé. Made in Japan. Đây. Ống máy thì là có cái ống thông hơi riêng ở cái bình xăng. Đấy. Cái thằng Qzip thì nó có ống thông hơi của nó đặc trưng là nó cái ống thông hơi nó có nhựa, phần nhựa màu cam này bên trên các bạn nhé. Thằng Qzip nó có đặc trưng của nó là cái màu cam này của những cái dòng máy lớn này. Khá là mới, khá là đẹp các bạn ạ. Cái đế này nó có một cái khung đỡ này bằng sắt, bằng thép các bạn nhé. Đấy, nó lồi lên như này để nó bảo vệ cái bình xăng này các bạn nhé. Đấy, rất là tốt. Đấy, một số máy thì là nó cái phần này nó không gồ này nó bằng và nó có hai cái chân trống ở đây xuống. Nó có cái ốc để đỡ cái chân trống ở đây. Nó có hai chân trống đỡ cái bình xăng. Đấy, tuy nhiên là mỗi máy nó thiết kế một khác. Con này nó thiết kế như này là rất là tiện các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta để cái máy này thì là cái phần thép kia nó sẽ đỡ cái bình xăng nó sẽ cách mặt đất khoảng 2 cm. Đấy. Khi mà máy nó lổ trạng thái chúng ta giật lổ thì là nó rung, thì nếu như chúng ta mà để cái bình xăng nó tiếp xúc xuống đất ấy, thì là nó sẽ có cơ hội, nó sẽ có thể là nó bị dạn nứt vỡ bình xăng các bạn nhé. Nó có phần đỡ này nó sẽ tốt hơn. Còn đây là cái sừng của nó, để cái mũ của nó để chúng ta lật ngược máy lên thì chúng ta úp ngược cái máy lên này thì cái phần này nó sẽ đỡ các bạn nhé. Úp ngược máy lên để chúng ta thay dao thay đầu bò đấy.
đây mình lấy ví dụ này các bạn này. Đấy đấy ví dụ này các bạn có thể thấy nhìn thấy máy đẹp không, đây để như này nhé, xong chúng ta thay dao thay đầu bò đấy. Nên các bạn có thể thấy cái chén zin của nó này, cái chén zin của nó nắp dao và rất sướng các bạn nhé, chống rát cỏ rất sướng. Tuy nhiên cái chén này thì nó quá to, về chúng ta nắp ổ cước vào sẽ không vừa các bạn nhé. Đây nắp dao thì vừa nhưng mà nắp ổ cước này vào thì không vừa. Nắp ổ cước này thì là chúng ta lại phải thay một cái chén khác vào nhé. Đấy. Thay một cái chén nhỏ nó lọt ở trong cái lòng của cái ổ cước này. Đấy. Nhiều bác là mình mua về thì bảo sao là không ấy được, bảo anh ơi anh thông cảm, bởi vì là em bán hàng zin theo máy nó có như nào thì em bán vậy, còn anh về anh muốn chế kiểu gì anh chế. Đấy, đấy là khi nào anh mua về rồi đấy là cái máy của anh rồi, anh thích chế như nào anh chế là đến là quyền của anh. Anh muốn chế kiểu gì để nó lắp được vào cái ổ cước gì là anh chế nhá. Đấy. Còn nếu như mà lúc đầu anh muốn anh có muốn mua thêm cái chén nhỏ thì là em sẽ bán thêm cho anh. Ừ. Đấy rồi. Các bạn có thể thấy máy đẹp không? Nó có bị chảy một tí sơn ở đây. Chảy mất một tí sơn nữa các bạn nhé. Nhưng không việc gì, nhìn nó là nhôm. Cho nên là chảy sơn nó cũng chả han gì gì, nó không phải là sắt thép cho nên nó không han được. Mà thép Nhật ấy thì thực sự nói các bạn ấy, thép Nhật ấy, đây này. Thép đây này các bạn này. Thực sự thép Nhật thì nó chả han được đâu nhá. Đây này, thép Nhật này. Nó có bị bong sơn thì nó không han được. Những cái con ốc con ác của nó kia bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn ngon. Thôi rồi, sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo nhé. Đây. Các bạn có thể thấy là máy khởi động rất dễ. Nó có núm bơm xăng riêng của nó đây nhá. Mình quên không nói, con này có chế zin nguyên bản của nó nhá các bạn nhá. Chế zin của Nhật nguyên bản của nó. Đấy. Chế này bây giờ mua mới không có mà mua đâu. Chế zin của nó hoạt động rất tốt. Đây là e gió các bạn nhá. Cạt lên trước là đóng, đẩy về sau là mở. Thực sự là cứ thấy cái bọn này nó lổ lên là nó rung hết cả đất lên các bạn ạ. Rung hết cả nền đất này. Vật vã thật. Một chiếc máy này các bạn có thể thấy được cái cần của nó cần 28 ly nhé. Nó cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đầm. Máy này thích hợp với này làm những cái vườn nào mà cực rộng các bạn nhé. Cỏ cực rộng, càng rộng thì nó phang càng sướng. Lúc nó như cảm giác của nó là mình sướng khi được phát cỏ ấy. Rồi đi làm đồi làm rừng nữa, đồi keo, đồi bạch đàn nên là đồi trồng mủ cao su hoặc là trồng cà phê nương rẫy thì là cực kỳ sướng rồi. Nó phang cỏ thì có người sướng mắt. Rồi ok. Về giá của sản phẩm và thông tin mua hàng ấy, thì mình sẽ ghi ở phần mô tả ở video các bạn nhé. Đấy, mình sẽ ghi ở cái phần mô tả đấy, nó có cái một cái mũi tên ở trên cái tiêu đề của video đó, sổ xuống. Các bạn sổ xuống thì sẽ theo dõi được cái thông tin mình ghi chú ở đấy. Thì nó sẽ có giá và sẽ có thông tin số điện thoại của mình ở đấy. Rồi. Video giới thiệu chiếc máy cắt cỏ Qzit của mình đến đây được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.